Xin chào các bạn. Nói về bán đồ online thì mình có chút kiến thức và kinh nghiệm vài năm trong cái lĩnh vực này. Thì hôm nay mình xin làm một cái đoạn video ngắn để chia sẻ kinh nghiệm đến với các bạn về bán đồ online. Xin chào các bạn, mình tên Vương Phạm. Nói về bán đồ online thì mình có chút kiến thức cũng như là trải qua một số kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này, nên hôm nay mình làm cái video này để chia sẻ một chút cái hiểu biết của mình về cái bán đồ online. Thì nói về bán đồ online thì chắc câu hỏi đầu tiên của các bạn nghĩ trong đầu ngay liền là mình bán món gì và mình mua món đó ở đâu, làm sao mình biết được là mình nên bán món gì, làm sao mình biết được cái món đó có bán chạy hay không. Thì đó là những gì mà mình sẽ chia sẻ với lại các bạn. Chắc là mình sẽ làm một cái đoạn video về mình sẽ chụp hình cái mình sẽ quay cái screen của mình ở trên máy. Mình thì cũng không có rành về editing cho lắm, cho nên chắc là cái video này mình chỉ để dành để kể về tại sao mình lại đi vô cái lĩnh vực bán đồ online này. Thì mình qua Mỹ, chắc tính đến thời điểm này mình qua Mỹ cũng gần 9 năm rồi. Thì trong cái thời gian mà mình qua Mỹ thì mình qua với dạng là du học sinh. Thì như các bạn biết đó, là mình là khi mình đã là du học sinh rồi thì mình đi làm ở bất cứ chỗ nào đi nữa thì nhiều khi mình bị người ta, nói chung bị cái người chủ họ hay chèn ép, họ trả lương thấp cho mình. Thì mình không biết cái hoàn cảnh của các bạn hay ra sao, nhưng mà riêng mình thì hồi trước tới giờ thì mình đi làm, thì trước khi mà mình biết đến cách kiếm tiền từ online thì mình đi làm waitress cho một nhà hàng. Thì cái nhà hàng đó thì người ta chỉ trả mình khoảng 2,50 đồng một giờ thôi, rồi mình lấy tiền tip. Thì khi mà mình lấy tiền tip như vậy thì một ngày mình làm khoảng chừng gần 12 tiếng, từ 9 giờ sáng cho đến 10 giờ tối, khoảng hơn 12 tiếng chút xíu. Thì mình lãnh được khoảng chừng 30 đô, 30 mấy đô một ngày thôi chứ không nhiều. Thì cái bán đồ online này nó đến với mình cũng rất tình cờ. Là trong lúc mà mình đi làm nhà hàng đó thì có một cái người khách họ vô ăn trong nhà hàng đó. Họ thanh toán bằng cái thẻ Amazon, đưa cái thẻ Amazon ra để họ thanh toán. Thì cách đây khoảng 9 năm thì như, cách đây khoảng 8 năm như các bạn biết, Amazon cũng chưa có thịnh hành như bây giờ. Nhưng mà mình cũng lúc đó cũng khá nổi tiếng rồi, thành ra mình cũng biết Amazon là cái gì. Mình mới hỏi người khách đó là tại sao mình có cái thẻ này. Thì cái người khách đó họ cũng nice, họ trả lời là tao làm bán đồ online nên tao dùng cái thẻ này để tao lấy cái điểm thưởng, rồi để xài luôn cái số tiền mà tao có trong cái account của tao. Thì mình mới thấy thú vị nên mình cũng để tâm đến cái vấn đề bán đồ online. Nhưng mà thật sự ra mình chỉ để tâm thôi chứ mà mình cũng không biết là phải bán món nào. Mình thấy lên online thấy người ta bán ầm ầm chứ mà mình không biết phải mua món nào về bán. Thì trong cái đợt có một dịp nọ cũng tình cờ, vô tình mình ở chung nhà, lúc mình mới qua thì mình ở chung nhà với lại chú của mình. Thì chú của mình có hai đứa em, có hai đứa con của ổng. Thì một lần á, con của chú mình mới đưa cho mình, là cousin của mình mới đưa cho mình một cái video game, một cái Pokemon video game nhỏ nhỏ thôi, một cái Game Boy Advance, đưa cho mình để mình bán cái món đó. Nói là nếu như mà cầm ra GameStop á, thì cái đó nó người ta chỉ thu vô, người ta chỉ mua vô khoảng 3-4 đô thôi. Thành ra là nếu như mà mình bán được bao nhiêu không cần biết, mà chỉ cần mình bán được cho online, mình đưa cho mấy đứa em đó, nó cần 5 đô thôi là nó vui rồi. Thành ra mình mới tạo một cái tài khoản trên eBay rồi mình bỏ lên mình bán, mình để cho người ta đấu giá. Thì lúc đó thì cũng vô tình là cái account đó nó được người ta trả đến cái món hàng đó, một cái game đó được người ta biết lên tới khoảng nhiều người biết lắm, nhiều người đấu giá để dành mua cái món đó. Thì vô tình cái món đó người ta mua đến gần 40 đô, mình nhớ là không lầm là 38 hay là 40 đô gì đó.
Thì lúc đó có mình mới biết được là wow, thì ra là bán đồ online là mình mới hiểu được là nó cũng dễ làm ra tiền chứ không khó. Bán một cái game thôi mà gần bằng mình đi làm cả ngày trời. Thế nên mình mới kêu mấy đứa em của mình nó gom mấy cái game cũ lại hết. Gom của bạn bè xung quanh của nó, mấy đứa vòng vòng hàng xóm đó nó có, rồi mình gom lại hết. Sau đó mình bán mấy cái game đó được. Cái đợt đó là cũng vô tình là nó cũng nằm trong cái đợt Thanksgiving với lại Christmas, thành nên người ta mua game rất là nhiều. Là cái đợt đó trong vòng có một tuần lễ thôi, thì một tuần lễ đầu tiên người ta mua cái game rất là nhiều, thành nên mình kiếm được khoảng gần 4.000 mấy hay là 5.000 gì đó trong vòng có một tuần lễ thôi. Nhưng mà khi mà bán hết hàng của tụi nhỏ đó rồi thì mình lại gặp phải một cái vấn đề nữa là bây giờ không biết phải mua hàng ở đâu nữa để bán bây giờ. Không biết phải mua ở đâu để bán, tại giờ bán hết rồi. Đâu còn biết món nào đâu. Mình đâu có mua được mấy cái game cũ đó, mình đâu có mua được. Thành ra là mình mới nghỉ một thời gian. Rồi sau cũng vô tình thôi, mình đi nhà sách, mình đọc được cuối. Mình đi nhà sách, mình tìm trong cái Barnes & Noble, mình tìm những cái cuốn sách chỉ về bán đồ online. Thì đa số những cuốn sách đó nó chỉ là làm sao để bán đồ thôi. Chứ đa số là không có cuốn nào mà nó chỉ mình mua đồ ở đâu hết á. Thì mình mới vô tình là mình kiếm được một cái cuốn sách, cái cuốn sách tên là Alibaba. Thì mình mới biết được cái tên Alibaba là cái tên rất là quen thuộc đối với người Việt Nam mình rồi. Trong mình biết, thành ra là mình mới cầm cái cuốn sách đó là mình coi nội dung nó là cái gì, tại sao lại để là Alibaba trên cái bìa sách. Xin lỗi. Thì mình mới lật lên mình đọc vài trang ở trong thì mình mới biết được là thì Alibaba là một cái trang website wholesale. Thì như các bạn biết, từ khoảng 8 năm về trước thì cái trang Alibaba nó chưa có được nhiều người biết đến giống như bây giờ đâu. Cái mình mới vô đó mình biết cái tựa, biết được cái tên website thôi, mình đọc rồi đọc thấy tên tiểu sử của người chủ trong đó. Mình mới cầm cái quyển đó lên mình đọc một chút hồi thì mới biết được là cái thì ra là cái trang web Alibaba là cái trang web bán đồ wholesale, người ta mua đồ từ trên đó, những cái nhà máy người ta sản xuất ra, hay là những cái người mà ta chuyên làm nghề trading thì người ta lên đó người ta bỏ cái sản phẩm của người ta lên đó để người ta bán chào hàng đến với toàn thế giới. Thì mình biết được cái basic đó rồi nên mình bỏ cuốn sách đó xuống, lúc đó cũng không có nhiều tiền. Từ cuốn sách đó tới 20 đô là mình cũng, lúc đó mình cũng là du học sinh nên cũng tiết kiệm tiền lắm, không có mua cuốn sách đó về. Thầm nhủ trong bụng là nói là sau này nếu như mà mua được đồ từ cái web đó là bán hàng có tiền rồi đó, thì mình về nhà mình mua cái cuốn sách đó về để cảm ơn đó, cảm ơn người viết cái cuốn sách đó. Xong rồi mình về nhà mình mới vô cái trang Alibaba đó để mình coi mình mua hàng. Thì cái lúc đó mình mới hiểu được là thì ra là trên đó là có rất là nhiều hàng quá, mình mới coi những cái món nào bán được trên đó. Thì lúc đó mình mới coi những cái game accessory, những cái game, thì những cái đó là những cái mình đã quen thuộc rồi, mình mới coi về cái lĩnh vực đó luôn. Thì mình mới mua những cái món đó về mình bán. Thì trong cái thời mà du học sinh thôi, mà mình ở trường thôi, thì mình cũng kiếm được một cái khoản, nói chung cũng mình chỉ làm việc là từ vài vài tiếng một ngày thôi, list sản phẩm lên rồi chiều ship hàng đi, thì chỉ làm vài tiếng một ngày nhưng mà bằng nhiều người làm, những người lao động phổ thông làm cả mấy ngày trời, nên là sống nó cũng thoải mái. Nên mình muốn làm cái video này để mình chỉ cho các bạn cái cách mà mình làm. Thì có thể mỗi người làm nó có nhiều cách làm khác nhau, không ai làm giống như ai, nhưng mà mình hướng dẫn cái basic, những cái hiểu biết của mình thôi. Mình thì không dám chắc là mình hiểu biết nhiều, tại vì hiểu biết của mình thì cũng nông cạn lắm, không có biết nhiều đâu, nhưng mà mình chỉ nói những gì mình biết thôi. Xong mới về mình mua những cái đồ đó về mình bán thì mình mới biết được là những cái món đó bán được. Mà mua thì cũng may mắn là gặp toàn là những người tốt, cũng gặp kẻ xấu, cũng gặp người tốt. Cái chuyện kẻ xấu và người tốt thì mình sẽ chỉ cho các bạn những cái kinh nghiệm mà mình mất tiền mình mới học được.
mất tiền, thậm chí mất rất nhiều tiền, rồi thậm chí có nhiều khi mất những cái khác mà tiền cũng không bù đắp vô được nữa, những cái bài học mà mình học được thì đa số là mất tiền. Chẳng hạn như mua đồ trên Alibaba gặp đúng đứa lừa đảo thì nó kêu mình trả tiền bằng Western Union, gửi tiền qua cho nó cái là không gửi hàng là mất tiền. Còn thành ra mua đồ trong Alibaba, cái này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mua đồ sau, nhưng mà cái này nói đơn sơ thôi là trả tiền cho ai cũng vậy, các bạn nên thanh toán tiền bằng cách là mình trả tiền bằng cái Visa Card, hoặc là mình trả tiền qua PayPal, hoặc là mình dùng cái Alipay để mình trả. Thì trả tiền bằng những cách đó, thì cái người mà mình, cái người nhận tiền của mình hay là cái người bán hàng á, họ không có dám họ làm bậy với mình, họ không có dám mà họ lừa mình. Tại vì những cái hình thức trả tiền đó, nếu như mà bất kỳ chuyện gì xảy ra các bạn không nhận được hàng thì các bạn có thể report claim để lấy tiền lại được hết 100%, không vấn đề gì hết. Mình đã từng bị mất, mình với chú mình đã từng bị mất khoảng chừng hai mươi mấy nghìn đô, 27, 28 nghìn đô, vì tin tưởng, trong làm ăn là đặc biệt không tin tưởng ai hết, mình chỉ làm việc với nhau bằng cái giấy tờ, bằng cái, nếu như bên kia họ là người đàng hoàng thì họ không có ngại mình gì hết, còn nếu như cái bên kia họ mà là người họ cố tình họ lừa mình rồi thì tốt nhất là nên tránh họ, tốt nhất là mình nên làm những cái phương cách mà nó đảm bảo cho mình. Rồi sau này á, là mình với lại chú mình, nó có một lần họ chú mình mới đưa cho mình một cái sản phẩm đơn sơ thôi, một cái chai thuốc bột lông mi, chú mình mua về 6 chai, mua wholesale 6 chai về để ở tiệm để bán cho khách, để tiệm nail bán cho khách, nhưng mà bán cả năm trời luôn, bán chỉ được chỉ có 2 chai thôi, chú mình còn dư là như là 3 4 chai gì đó, đưa cho mình nói mình bán cái chai đi, rồi bán được nhiêu á thì đưa lại cho chú, nhiều cũng được, chú mua sau làm đồ chai còn bán còn đưa lại cho chú 60 cũng được, nhớ chính xác là như vậy. Mình cầm cái chai đó lên trên mạng, mình lên eBay mình bán thì người ta mua cái chai đó của mình tới 125 đô đó, thì mà cái chai đó là chú mình mua ở những cái chỗ local supply. Thì như các bạn thấy cũng không có nhất thiết các bạn phải order hàng từ tận Trung Quốc các bạn mới bán qua đây được, các bạn có thể mua đồ tận Mỹ, ở tại Mỹ các bạn bán cũng được. Thì mình có một thời gian mình bán cái chai đó, bán những cái sản phẩm rất là nhiều, nhưng mà bởi vì là trong cái thời gian là học sinh á, mình cũng không có thời gian mình làm nhiều, nên mình làm cũng ít ít, làm đủ sống ngày thôi. Thì sau này á, là mình làm mình bán trên website á, bán đồ trên eBay với lại Amazon thì nó cũng có những cái hạn chế của nó. Nó không có cho mình bán nhiều, bạn bán phải cạnh tranh với lại nhiều người, nên sau này mình thuê người mình làm website để mình bán đồ, rồi mình có website thì nó bán đồ khoảng gấp 3 gấp 4 lần cái eBay và cái Amazon cộng lại luôn, rất là nhiều người mua đồ trong website nếu như mà mình biết cách quảng cáo đúng cách. Còn cái sau này á, thì mình mới học được cách là mình tự mình xây dựng website để mình bán luôn, thì tự mình xây dựng website nó chủ động hơn, tại vì từ trước giờ trả 800 900 đô nhưng người ta build cho mình một cái website nó cũng bực bội lắm, nó cũng không có, mình không có control được website của mình, cho nên mình cố gắng mình học cách để mình làm luôn website luôn. Thì học cách làm website nó mất của mình cũng vài năm, vài vài năm không đêm không ngủ để nghiên cứu cách, thì nó cũng phức tạp lắm, nhưng mà mình cũng hướng dẫn cho các bạn the best mình có thể, rồi học cách quảng cáo để bán. Thì nói chung cái bán đồ online là nó đến với mình tình cờ vậy đó, cái đó là câu chuyện của mình. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách tìm được cái món hàng để các bạn bán trên online. Để tìm được cái món hàng á, các bạn phải dùng một cái người ta gọi là big data để mà analyze. Thì big data nó là những cái dữ liệu, những cái thông tin. Thì mình làm sao để mà mình biết được những cái đó nằm ở chỗ nào, mình khai thác nó, những cái thông tin public, thông tin trên mạng thôi. Chẳng hạn như các bạn có thể biết được
cái món hàng đó có bao nhiêu người mua nó, có bao nhiêu người mua nó, thậm chí là mua nó vào ngày nào, vào lúc mấy giờ, nếu như các bạn biết những cái thông tin đó và bao nhiêu người mua nó, nếu như các bạn biết được những cái thông tin đó đó thì chắc chắn là các bạn sẽ thành công trên cái lĩnh vực bán đồ online. Tại vì khi các bạn đã hiểu được, các bạn đã tìm được cái món nào mà nhiều người mua rồi, thì á các bạn tìm được 10 món giống như vậy đi, thì có thể các bạn chỉ tìm mua được một món thì cũng đủ rồi. Mình thì thông thường thì mất mình khoảng chừng 1-2 ngày gì đó để tìm ra được một món thật sự bán đắt để mình bán. Có nhiều món á các bạn chỉ mua chỉ có khoảng 5 đô thôi mà các bạn đem về các bạn bán có thể được 40 đô. Có nhiều món các bạn mua chỉ có 3 đô rưỡi thôi mà các bạn đem lên ở ngoài Walmart á thì người ta bán món đó 39 đồng 99. Các bạn bán chừng 15 đến 20 đô là có người mua liền. Thì bán đồ online đó, nó nói là thì nó nhiều nhưng mà nó không đau hai cái điểm chính: mua hàng ở đâu, mua món nào bán được. Rồi thôi mình nói lộn xộn, mình tóm tắt lại, bán đồ online á các bạn phải biết được là thứ nhất là món nào đang bán chạy, thứ hai là mua món đó ở đâu. Chỉ hai cái đó thôi là các bạn thành công 99% rồi. Còn 1% còn lại á là làm sao để bán được món món đó. Cái đó chỉ chiếm 1% thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thành công. Mình sẽ làm một cái đoạn video khác để mình hướng dẫn các bạn chi tiết hơn.